bữa nay mà có khách mua quất rồi. Cây đây bán sao ta? 700 vậy? 300 ra. Hiểu vậy? 300 cây quất này. Trời. Nhưng mà cây đây là kịp Tết không ta? Cây đây là đúng Tết. Đúng Tết mà có 300 ngàn mà cây quá trời trời lớn luôn này. Đây là khu bán hoa trước cổng trường Đinh Tiên Hoàng ở phường 9. Còn đây là bà chủ quán hoa này. Trước Tết thì mọi người thường mua cây và hoa để mà về trang trí nhà cửa. Những chậu hoa nhỏ nhỏ như thế này và treo như thế này thì rất là được mọi người thích. Ở đây có bán rất là nhiều những cái chậu hoa nhỏ nhỏ và có cả quất nữa. Các bạn thấy khu vườn hoa rất là đẹp. Nơi đây vừa trồng hoa và vừa bán trực tiếp hoa cho du khách luôn này. Bán sỉ và bán lẻ luôn. Các bạn thấy có rất là đông khách vô mua hoa. Ở đây bán những cái chậu hoa nhỏ nhỏ này dao động từ bao nhiêu bà chủ? Hình nhất là 20-30 à? Khoảng 20-30 ngàn là có chậu hoa mang về rồi. Nên du khách rất là chuộng. Nè nó nè, 40 lá 2 phần mày. À, 40 ngàn một chậu quất nhỏ như thế này. Mọi người có thể là mua về và thay chậu, bỏ vào những cái chậu sứ. Mình có thể bỏ trên
những cái ghế, cái bàn này mà gì? Đây là những khoa đỡ đỡ bàn này các bạn. Rất là đông mọi người đến mua hoa. 80.000 hai chậu. Giờ tứ thứ gì giờ nó ra trái nữa. Quất này chơi ra duyên luôn rồi. Chỗ ra duyên mà còn trồng có trái ăn nữa chứ. Mọi người nếu mà mua hoa để mà về trang trí nhà cửa thì nên mua sớm, vì sẽ có rất là nhiều những cái hoa đẹp mình có thể là dễ dàng lựa chọn. Càng về sau thì hoa nó sẽ không còn được đẹp như hiện tại bây giờ, và có thể trực tiếp đến những cái khu vườn trồng hoa và bán hoa trực tiếp như thế này để mà tha hồ lựa chọn. Mọi người cũng có thể là đến đây mua với giá sỉ và lẻ để mà chuyển đi những nơi khác bán. Nếu mà mua giá sỉ thì nó sẽ rẻ hơn. Ở đây trồng và bán rất là nhiều những cái chậu hoa nhỏ như thế này nè, rất là dễ bán, với khoảng 10.000 20.000 thì có thể là mua những cái chậu hoa như thế này. Thấy xe chở hoa và Quốc đã đi các tỉnh rồi kìa. Chỉ còn khoảng vài ngày nữa là ở những khu vực này sẽ rất là nhộn nhịp, sẽ có rất là nhiều những xe tải chuyển hoa đi các tỉnh thành. Người ra kẻ vào rất là nhộn nhịp. Đi chơi có tay xách về nữa.